Chương xin chào tất cả bà con, cô bác, anh em và các bạn. Hôm nay trở lại với shop Minh Trường. Trường có review lên một số hàng nữa ha. Lúc này không có hàng, rất ít hàng, Trường review lên luôn cho các bạn, các chú các bác ha. Hôm nay là Trường trên tay Trường đang có một cái máy rửa xe. Máy rửa xe này bự lắm nha các bác. Máy rửa xe này chiều dài nó tới hơn 40 lực. Cái hiệu của nó là hiệu Kacher. Đây, hiệu của nó đây ha. Đó, hàng 110 của Nhật nha các bác. Hàng nội địa ha, hàng điện 110. Chương trình review lên cho các bác xem. Dây vợ đầy đủ ha. Cần bóp đồ đầy đủ hết. Có tất cả ở đây hết ha. Dây xịt, ống xịt đồ ha. Cái này là ống xịt, còn dây này là dây điện. Còn đây là cái cần, để cái cần này để nối vô để xịt ra. Đây có đầy đủ ha. Đó, các chú các bác nên lưu ý ha. Chương trình đây là có là nguyên combo đầy đủ hết của nó luôn. Cái đường ra của nó là ngay trước này ha. Đó, cái đường ra của nó ngay trước này. Cái máy này rất bự, rất to nha các bác, rất to nha. Chiều cao nó khoảng 35, còn chiều dài nó khoảng 45. Đó, nó rất là to. Ống vô ống ra chỗ này luôn nha các bác. Ông vô dưới đây và ông ra trên này nha các bác. Bác ấn cái này vô ha, đút vào thôi. Ấn cái này vào là đút ống nước vào. Đó. Rồi cái máy rửa xe số 1. Các bạn bác nào muốn mua chúng ta muốn ship như nào thì các bác liên hệ ha. Còn cái này là chưa bán cho các bác, là nguyên cái combo này bỏ vô cái hộp giấy là to lắm rồi nè. Số 1. 1.250.000. Đó, 1.250.000 nha các bác. Trường bán cái số 1, cái máy rửa xe này 1.250.000 ha. 1.250.000. Cái máy này rất là đẹp ha. Máy này rất là đẹp và rất đầy đủ luôn. Đầy đủ đồ luôn ha. Không thiếu cái gì hết. Nó có đầy đủ luôn nha các bác. Không thiếu gì hết, máy rất lớn. Rồi số 1.250.000. Tiếp theo là chương trình test cái máy số 2. Cái máy số 2 là chúng có cái này. Có cái bê tông 14V của Makita ha. Đó, đây là bê tông nè. Đó. Đó, xuống đây là khoan thường ha. Đó, cái này thường. Rồi. Còn đẩy lên là bê tông, thường nó không có gì hết. Đẩy lên là bê tông ấn vô là nó búa ha. Đó, đèn led là đầy đủ nha các bác. Rồi cái máy số 2 của thằng máy bê tông Makita, cái này nó thiếu cái cần gần trước á, cái cây tay nắm gần trước, cho nên Trường bán cái giá mềm cho các chú các bác mua ha. Số 2 1.150.000. Đó, đây bê tông nha các bác. Bê tông 14 môn của Makita số 2. 1.150.000 mà nè, mã của nó là HKR162 ha. HKR162 Hacking Gia Băng. HKR162 Hacking Gia Băng ha. Đây. Makita đầy đủ ha. Rồi số 2 1.150.000. Rồi số 3 là Trường có nguyên một cái ba cái máy này là Trường bán cho anh em nào là sưu tầm ha. Nationan 7440 Makita Băng ha. Makita Băng Nationan máy đẹp nha các bác. Đó, nguyên cái máy nè, nguyên cái máy ba cái máy màu đỏ hết luôn, bán cho các bác sưu tầm. Đầu kẹp 13 ly. Đó, máy 14V4. Máy 14V4 của Panasonic, pin Panasonic. Như hiệu đây là hiệu Nationan ha. Rồi, cây số 2. Cây số 2 Trường cũng có là Nationan 7542 cũng Makita Băng ha. 7542 Makita Băng. Đó, này là máy sưu tầm ha. Trường bán 3 cây luôn cho ai thích sưu tầm. Mua hết 3 cây về.
trường bán với giá mà bán lẻ ra từng cây thì nó khác ha. Trường bán hết lúc 3 cây luôn, rất là đẹp nha. Đó, rất là ngon, để trường test cho các bác xem. Lấy cái pin trường test mọi người, pin của mình nó nằm đâu rồi à, lấy pin này cũng được, tải cũng được. Rồi trường test từng cái cho các bác xem ha. Đó, đây số 1 này ha, ở đây là cấp trượt số 1 nè, nó là vít nha. Rồi bây giờ là quay tới cái chỗ khoan nó vẫn là vít ha. Đó, đẩy cái này lên nó là khoan nha các bác. Đó, kéo xuống nó là vít. Rồi test cho các bác ok đàng hoàng ha. Một cây. Cây thứ hai này là cũng Nationan ha, 7544, cũng mắc in da băng ha, 7544. Cây này cũng là cái vít ha. Cây này là hàng trưng bày nha các bác, hàng Temple ha, đây nè, nó có chữ nè, đó, trưng bày đó. Đó, nó rất là đầy đủ ha. Đó, cây số 2, nó dày, nó có đèn led luôn nha. Cây này nó có đèn led ta luôn, từ sáng luôn ha, cây trước này chứ không phải dưới cái chân ha. Rồi cây số 3 là một cây khoan, cây này 7440, cây này là cây khoan. Ở đây là cấp trượt số 1, nó cũng có cấp trượt ha các bác. Đó, nó tới 18 cấp trượt, một cấp khoan, đây là cấp khoan. Đó, đó ra vô ha, điều tóc rất là ok luôn. Rồi nó đầy đủ nha các bác nha. Đó, cấp trượt đồ đầy đủ nha. Đó. Rồi đèn nó dưới này nha các bác. Đó, 3 cây. Chuyên bán 3 cây này luôn cho các bác về sưu tầm nè. Đó, chuyên bán giá mềm luôn ha, máy đẹp đó nha, chứ không phải máy thường thường, máy xấu đâu. Đó, máy đẹp không mắc kinh da băng hết. Số 3, rồi số 3 2.500k, 2.500k, tức là trên 800 cây, 830.000 một cây đó. Bác thấy không, bình thường chưa nào bán 750 là máy thường thôi ha. Còn máy đẹp về bán 3 cây màu đỏ về mắc kinh da băng hết, hàng sưu tầm hết, là chương bán cho các bác về sưu tầm 3 cây liền lúc đó. 3 cây số 3 nha các bác, 3 cây màu đỏ này nha. Đó, 3 cây màu đỏ này nha, rất đẹp hết ha. Chương cho xem từng cây nha, bạn nào muốn coi kỹ lại chương sẽ chụp hình chụp chương gửi cho các bác xem. Rồi tiếp tục cây số 4, cây số 4 là một cây Hitachi nha các bác, DDL ha, DDL 2 BADBANL 2 đây nha các bác, 14.4, nó có đèn led ở đây luôn. Đó. Bác nào muốn mua combo thì chương bán combo, còn bác nào muốn mua thân máy chương bán thân máy ha. Thân máy như vậy. Đó, thân máy này không than nha các bác nha. Đó, cái này Hitachi 14V không than ha. Hitachi 14V không than. Đó, một cái máy như vậy ha.
Chương sẽ test cái búa cho các bác xem ha. Đây là lì điều tóc. Đó, búa ha. Rất là ok ha, nó có chỉnh lực đó nha các bác. Nó chỉnh lực ở đây nè ha. Bên hông này nè. 1 nè, số 1 nè. Số 2. Số 3. Số 4. Rồi. Thân máy. Số 4. $1.050.000 ha. Thân máy 1.050.000. Rồi 14/14 con Hitachi. Tiếp là một cái cây này là cây Panasonic này nha các bác. Panasonic EZ7548. EZ7548. Đó. Panasonic. Đó. Cái này là chuyên bán nguyên combo ha, máy zin, pin zin, sạc zin. Sạc đó. Này pin hai hàng nha các bác. Pin zin, sạc zin. Chuyên bán nguyên combo luôn. À, bác nào mua combo chuyên bán ha. Chúng ta sẽ đưa sạc, đưa đồ thử cho các bác xem trong Zalo ha. À, cái này nó cũng ở mức độ khoan. Mức độ khoan đây mình đẩy lên nó cũng thành vít ha các bác ha. À, đẩy lên thành khoan, kéo xuống thành vít ha. Đó, này khoan nè. Ở chế độ khoan này nó kéo xuống là nó là thành vít nè. À. Đó, nó cũng như 7548, nó cũng vậy như cái đầu này, đầu xi trắng ha. Đầu mạc rôm ha. Rồi. Này combo máy pin sạc. Pin này luôn nha các bác. Máy pin sạc pin pin có tem vàng luôn ha. Đó, tem màu vàng cát này luôn ha. Đó. Rất đẹp. Số 5. Số 5 1.450.000 ha. 1.450.000 là máy pin sạc luôn. Đó. Cái máy không 750 rồi ha các bác. 750 800 nè ha. Rồi đây là một cây Black Tucker. Cây Black Tucker 14/14. À, để Trương lấy cái pin test cho các bác xem. Black Tucker. Đây là chuyên bán thân máy vỏ pin nha các bác. Thân máy vỏ pin trượt nha. Đó. Đầy đủ nha các bác. Đèn led rồi đầy đủ ha. Đó, bán thân máy vỏ pin ha. Chứ bán thân máy vỏ pin. Rồi. Black Tucker ha. Này thân máy vỏ pin. Số 6. Quên test búa cho các bác xem ha. Test búa đầy đủ cho các bác xem để các bác biết là nó có hoạt động. Búa đồ nghiêm chỉnh ha. Đó các bác nè. Búa đồ đầy đủ. Búa đồ đầy đủ ha. Đó. Ở dưới này nó có báo pin. Đó, nó có báo pin ha. Số 6. 650k thân máy vỏ pin. 14/14. 650k thân máy vỏ pin 14/14 ha. 14/14.
Rồi tiếp theo là một cây bu lông. Bu lông này của ông Panasonic EZ7547 ha. 7547 Panasonic bu lông 14.4. Hàng này hàng giờ hàng Mắc Kinh China ha. Hàng sản xuất Panasonic là đa số ở Mắc Kinh China. Chừng nào nó là Nati Yonan thì nó mới là Nhật ha. Cái này cây bu lông. Cây bu lông 14.4 nha các bác. Đó. Điều tóc rồi đầy đủ ha. Nó điều tóc rồi đầy đủ nè. Rồi. Cây này không than nha các bác nha. Cây này không than. Bán cái thân máy ha. Thân máy Panasonic bu lông 14.4. Không chở than ha. Nó đèn đèn đồ đuốc là chỉnh lực ở dưới đây ha. Nó có 3 cấp. Có 3 cấp chỉnh lực. Số 3 nè, số 2 nè. Số 1 nè. Đó. Rồi đây là đèn led. Đèn led nó nằm dưới này ha. Bên hông này là chỉnh đã tắt mở. Rồi còn ở đây là chỉnh chỉnh lực ha, lực mạnh yếu ha. Đó. Đây là máy không than, bán cái thân máy ha. Thân máy số 7, 14.4. Chị bán cái thân máy 1.150.000 ha, 1.150.000 này bu lông nha các bác, bu lông Bana ha, 14.4, 1.150.000 không than. Rồi tiếp theo là một cây Hitachi nha các bác, một cây Hitachi không than, cây này là cây Hitachi không than ha, 14.4. Đó, cây này chứng bán nguyên combo tại vì có sạc có đồ đầy đủ ha. Nguyên combo bán cho các bác xem ha, các mua mua ha, nguyên combo. Đây, cây này là cây không than nha các bác, nhưng mà cây này là không than, không có chỉnh lực ha. Đó, Hikoki nè, Hikoki Hitachi, Hikoki ha. Hitachi Hikoki. Đó. Đó nó đúng là nó không nó có chỉnh lực đây mà này nó không có chỉnh lực nha các bác nha. Đó, chúng bán máy pin sạc. Nguyên combo này ha, máy pin sạc. Đó, nguyên bộ luôn. Sạc sạc 100V nha các bác, sạc điện 100V. Để chúng test xong rồi chúng test cái sạc luôn cho các bác xem ha. Điều tóc nè. Bác mua về bác bắn cái này, mua về bắn tôn bắn gỗ là bao luôn ha. Đó, tôn với gỗ bảo hành cho các bác 6 tháng luôn ha, tôn gỗ bảo đảm luôn, bắn rất là ok luôn. Đó, giá nó mềm luôn ha. Rồi giờ chúng xin phép test cái sạc này lên cho các bác xem. Điện 110, các bác lưu ý là điện 110 nha, đây điện 110. Cho nên khi các bác vào điện á, Trương sẽ dán cái tem, cái giấy nguồn điện đây ha. Các bác vào các bác kiểm tra. Khi nào mà ví dụ như có nguồn điện 110 rồi á, các bác sẽ cắm vào ha. À, còn chưa các bác đừng nên cắm. Cắm vào nó sẽ cháy ha. À, đó. Các bác phải có nguồn điện 110 bảo đảm thì mới xài cái này được ha. Đây là một cái sạc 110 rin. Rồi. Sạc 110 V nha, rin nha các bác nha. Đây là đèn đỏ lên nè. Đó, khi các bác để giờ các bác nhìn điện pin vô, nó sẽ hiện lên đèn xanh. Đó, nó sẽ hiện lên đèn xanh. Ở đây cái ký hiệu đèn xanh đây là bắt đầu sạc là pin đang còn yếu. Sau đó cái hiệu xanh lá là pin đã gần đầy. Và chuyển qua là cái này đèn này là nó chạy lên chạy xuống đây nè các bác nè. Đó.
mà chuyển qua đó bắt đầu nó chuẩn bị vô nó sạc nè các bác, chạy lên chạy xuống là bắt đầu sạc nha các bác. Đèn nó chưa chạy, nó sẽ chạy từ 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 lên, chạy lên chạy xuống là nó sạc đó, chạy lên đó các bác thấy không đó. Lên 2 nấc là lên 4 nấc là nó đầy nha các bác đó. Pin này đang còn yếu là vậy đó đó, lên 3 nấc rồi đó thấy không. Chúng sẽ cho các bác xem rõ ràng ha đó, tình trạng của nó ha. Chưa bán nguyên combo cái này á, cái hàng này các bác về các bác, cái máy này các bác về các bác bắt vít tôn gỗ, bắt tôn bắt gỗ bắt thoải mái luôn ha, bắt các bác làm cái gì cũng được ha, đi công trình rồi vô tư luôn. Cái này không chỗ than ha, này không chỗ than đó, hàng 14 môn tư không chỗ than. Rồi cái pin nó đang sạc như vậy nha các bác đó, pin zin luôn ha, pin zin sạc zin. Pin này chưa có thay mới nha các bác. Đó, đèn led rồi đầy đủ nè. Đó, pin chưa thay mới, nguyên combo. Máy pin sạc. Cây số 8. Đó. 1.450k ha. 1.450k. Đó, tôi bán nguyên combo luôn. Máy pin sạc luôn cho các bác mua dễ. 1.450k. Rồi cái này là của cái đó ha, của Hitachi. Hikoki. Nó cùng hiệu, nó cùng sạc luôn nha các bác, Hikoki luôn ha. Cùng hiệu cùng sạc luôn. Máy này mấy cũng là Hikoki. Hikoki. Rồi. Thì bây giờ chương trình chia test cái máy số 9 là máy Nationan đẩy 542. 542 cây này màu trắng đen ha. Đó, nó cây này là cũng 3 chức năng. Cây rất là ngon ha. Bắt dít cấp trượt rồi ha. Rồi. Đó, cái này là khoan ha. Đó, kéo xuống vậy là thành dít ha. Rồi, đảo chiều. Chiều tốc độ đầy đủ ha. Rồi, ok. Này là thân máy, bán cái thân máy nha các bác. Thân máy, bác nào muốn mua pin sạc luôn thì liên hệ ha. Trường đóng pin với lại trường đóng pin mới nha. Đó, pin sạc đa số Panasonic này là pin zin thì không có, nhưng pin đóng mới thay mới. Đa số là thay mới nha các bác. Sạc 81 thay mới. Bác nào mua thì Trương sẽ ấy ha. Để bán cái thân máy 750k. Đó, các bác so sánh ha. Một cái thân máy bình thường như vậy là 750k. Nó rất là bình thường ha. À, nó có chạy chùa nhẹ, tùm lum chỗ đó. Tem tiết được không được đẹp đó, thân máy nhưng cao su liệt lạc, không bị chóc, không bị bong chóc, không gì gì hết. À, không bị rách rưới gì hết. Đây, thì có cái giá đó nha các bác. À, thân máy 750k. Theo là số 10. Số 10 đây Trương có một cây Ryobi. Cây Ryobi này là cây vít 12V. À, vít 12V nha các bác. À, cái đầu này đầu sơn bằng vàng đồng. Đó. Màu nhũ đồng. Cho nên nó cái nhìn rất là đẹp. Chúng sẽ review lên, test cho các bác lên xem. Cái này là một cây Ryobi. Ryobi ha. Ryobi 12V, cây vít. Cây này còn rất là mới nha các bác.
còn mới, rất là mới, rất là đẹp. Cái đầu này mình không phải không có sơn lại được đâu, cái bầu này màu này rất là khó ha. Cây này là mã 1299, 1229 nha các bác, 1229. Máy chạy rất là êm. Rồi, thân máy vỏ pin. Cây này là cây số 10, 550k nha các bác. Bác nào muốn mua về sử dụng hoặc là sưu tầm, các bác cứ liên hệ trực tiếp ba, ba Trương sẽ có một cái máy rất là đẹp nè. Cây này thì quá mềm ha, tính ra cây này là rất là mềm, rất là đẹp. Rồi, tiếp theo chúng có một cây Panasonic không tha. Cây Panasonic không than nha các bác. Cây Nationan chứ, cây này Nationan EZ7540 không than, cây vít nha. Vít này vít không than, vít này đẹp ha. Vít này không than rất là ok nè. Trường bán cho các bác theo cái ấy luôn ha. Bác nào muốn mua pin sạc thì cứ giao tiếp trực tiếp với Trường. Còn Trường bán cái thân máy để các bác dễ mua. Có người cần thân máy, có người cần luôn cả pin sạc. Bác nào cần pin sạc có cái liên hệ trực tiếp cho Trường. Người ai cần thân máy thì mua thân máy, Trường đang rao bán thân máy. Trường review lên đây là bán thân máy rất là đẹp nha. Thân máy này thân máy không than nha các bác. Thân máy của Nati 7540 này không than, vít rất là đẹp, rất là ok, đầu rất là cứng, còn rất là ngon. Đây có chỉnh lực dưới đây ha, 1 nè, 3 nè, đây là đèn led nè, đó, 2 nè, 1 nè, 3 nè, đó, các bác thấy biết rồi đó. Đó, chỉnh lực chỉnh đồ đầy đủ ha, đèn led đồ đầy đủ, đó, sáng xua sợ đàng hoàng ha, rất là sáng. Móc treo đồ đầy đủ nha các bác, móc treo đây, các bác cứ kéo qua đây là các bác cứ treo lên, đó, có móc treo đàng hoàng, đó, móc treo đây ha. Rồi, thân máy số 11. Một chữ mốt ha. Thân máy số 11, một chữ mốt ha các bác ha. Đó. Cây không than Nati mắc kinh da băng nha các bác nha. Đó, nó là mắc kinh da băng. Rồi. Theo số 12. Trên tay Trường có cây số 12 Panasonic 7450. Hồi nãy là 7540, bây giờ là 7450. Đó. Này là 18V. Cây khoan ha các bác, cây khoan EZ7450 18V, DC 18V. Đó. Cực kỳ mạnh nha các bác. Quá mạnh luôn. Đó. Nhanh chậm đầy đủ, đèn led rồi đầy đủ ha. Cầm mà nó giật giật luôn nha các bác. Đó, bác thấy nó chạy không, rất là mạnh. Rồi, để cấp trượt của nó ha, số 7 đi. Đó, và cấp trượt chậm. Đó. Đó. 18V Panasonic nha các bác. Bác sưu tầm cũng được mà bác mua về sử dụng cũng được. Bác nào liên hệ Trương về pin vừa sạc vừa máy thì các bác cứ liên hệ. Đó. Còn Dương đang rao bán cái thân máy ha, Dương bán cái thân máy thôi.
thân máy khoang 18V số 12 này 900 900k, thân máy 18V số 12 900k ha, rất là ngon nha các bác. Cái Panasonic này, cái khoang này rất là mạnh, khỏe, thực sự rất là khỏe. Bác nào mà có pin 18 hoặc là chúng ta chưa có, chúng ta kết cần cái máy khỏe thì các bác mua cái máy này về các bác sử dụng ha. Pin 18V của Panasonic. Rồi tiếp theo chúng tôi sẽ bán nguyên cái combo. Rồi combo này đây là Hitachi nha các bác. Thì Hitachi sạc Hitachi đây. Đó, nó cũng sống sạc Hikoki nhưng mà nó sạc Hitachi. Đó, cái này là hạt Hitachi có chỉnh lực con này ha. Nó có 4 lốc, nó cấp chỉnh lực 1 2 3 4. Và đó. Đèn LED nằm đây ha các bác ha. Đó. Tắt đèn đây. Bên đây là báo pin. Đó, đây là báo pin. Đây đèn LED. Đó. Rồi. Cái máy này là cũng là cái tem nó là DDNL nha các bác. Máy không than ha. Hitachi không than DDNL. Chúng sẽ bán luôn combo cho các bác dễ mua ha, máy pin sạc. Này bao luôn cả bán gỗ, bán tôm ha. Bán tôm, bán gỗ 14V, gỗ tư luôn. Bắn tôm, bắn gỗ, bắn thứ gì cũng được, rất khỏe. Mở xe máy đồ này nọ là các bác cứ việc dùng thoải mái luôn ha. Đó, nguyên combo máy pin sạc. Bây giờ tôi sẽ test cái sạc này cho các bác xem luôn. Cái bây giờ là sạc 110 nha, điện thế 110. Bác lưu ý ha, tôi sẽ dán vào đây. Đường 110 nha các bác ha. Đường hơi mất thời thất mất thời gian chút xíu. Nhưng mà các bác phải có cái những cái này á, thì các bác mới để ý được. Đó, hơi mất thời gian chứ tại sao nói là không dán trước không ghi trước, thì khi mình dán lên mình giới thiệu á thì sẽ là một cái điểm nhấn để cho các bác để ý ha, là có điện, dòng điện này là dòng điện 110 của thằng nội địa ha. Đó, của cái biến áp 110. Các bác có sử dụng được ha. Đó, còn các bác ghi sẵn thì khi mình giới thiệu mình lướt qua này kia thì không để ý, không có một cái điểm gì nhấn gì để mình lưu ý thì nó sẽ dễ bị, tức là dễ bị nhầm lẫn về vấn đề là về nguồn điện. Có rất nhiều người mà Trương đã dán sẵn vậy rồi về vẫn cấm điện 220 ha, cháy hoài mà Trương cũng không hiểu lý do sao. Rồi bây giờ Trương xin test nè, cũng là điện cũng là lên đèn ha. Ở bên này thì nó đã hơi đầy rồi nhưng mà chú vẫn test cho các bác xem. Đó, rồi các bác vô đây, các bác cắm đâu. Đó, nó vẫn lên đèn xanh nha các bác nha. Đó, đây là đèn xanh, nó là chỗ này nè. Nó vẫn chớp chớp lên đèn xanh. Sau đó nó sẽ báo cái khúc đèn này. Thì nó mới là chạy sạc ha. Đó, nó vô đây chạy sạc rồi nha các bác. Trong vòng 5 giây là nó bắt đầu sạc, nó sẽ chạy quạt, nó sẽ quạt mát ha. Đèn này nó sẽ dừng lại ha. Đó, đèn này sẽ qua đây là gần đầy ha. Đó, nó báo gần đầy đó bác thấy không? Nó kêu rồi đó ha. Đó, có đèn xanh lá nè. Dần lên đèn xanh lá nè. Đó, rất là ok. Sạc nghiêm chỉnh nha các bác nha. Sạc đây đó, có sạc USB nè. Có lỗi USB ở đây nè, nhấn vô đây USB nha. Đây là nó sạc USB. Tức là đây nó có cái lỗi USB nằm đây nha các bác. Có lỗi USB nằm đây. À, cái sạc kia cũng vậy. Sạc này nó cũng có cái USB nằm đây nha các bác. Đó, sạc nào nó cũng có ha. Hai cái. Hitachi. Hikoki. Đó, vô đây là báo pin là đầy nha các bác, hai chấm nè, đầy luôn ha. Đó. Rồi bán nguyên combo máy pin sạc số 13
Đây nguyên combo nha các bác. À, máy tinh sạc số 13 ha. 1.650.000. 1.650.000, máy có chỉnh lực rồi ha. 1.650.000. Quá giá quá mềm nè ha. À, cái máy không phải trên triệu nha các bác. Các bác lưu ý cái máy không trên triệu đó. Rồi tiếp theo chương là một cây hàng cỏ nha các bác nha. Máy cỏ. Máy Hitachi 12V, máy cỏ nha các bác. À, Hitachi 12V, máy như vậy. À, pin thì hơi yếu, chương không có sạc pin. Cho nên là chương cũng quên đi đó. Máy vít DM2 ha, Hitachi 12V. Thân máy vỏ pin, thân máy và vỏ pin này nha các bác. À, một cây vít Hitachi, nói chung cây này tương đối thôi, số 14, 550k. Vậy các bác bắn tôn là vô tư luôn, 550k, cây số 14 Hitachi. Rồi tiếp theo là cây số 15. Rồi, cây số 15 là một cây đầu khía nha các bác. Đó, cây số 15 là một cây đầu khía. Các bác thân máy vỏ pin ha, đèn led rồi đầy đủ nha các bác. Đó, pin yếu thôi ha. Đó, thân máy vỏ pin, một cây đầu khía. Cây đầu khía 12V. Số 15. Số 15 500k nha các bác. Đây là cây cầu khía ha. Mã là 6919D ha. Đó, ai mua về sử dụng á, mua về sử dụng á, sử dụng liền, bảo đảm luôn. Máy ok luôn. Có pin sử dụng luôn ha. Rồi tiếp theo đây là một cây khoan. Một cây khoan Hitachi 12V. Hitachi nha các bác. Máy cái khoan rất còn mới ha, chữ Hitachi nè. Rồi trên này nè, bác nhìn cái đầu này, cái đầu mà sơn bạc này, nếu mà nó cũ á ha, nó sẽ mòn nha các bác. Còn này rất còn mới ha, bác nhìn nó rất là mới, rất là đẹp, từ cái na này đất này đó ha, rất là mới luôn nè, cao su nè ha, bóng lưỡng luôn. Thân máy vỏ pin này rất là mới nha các bác. Có mua về cái này sưu tầm ấy, hoặc là mình sử dụng cũng ok, quá mới quá đẹp ha. Mình chung là test cho các bác xem ha. Đồ kẹp 10 ly thôi ha. Này mấy cái máy này như này nó nằm trong thùng á các bác, nó ít có nằm ở ngoài cho nên nó còn rất là mới. À, lấy ra ngoài á cho nên là mấy cái thứ này nó rất là ngon. Đó, mấy cái này rất là ngon nha các bác nha, thân máy vỏ pin. Cái khoan số 16. 1.600k.
số 16 600k ha. Cái này rất đẹp. Rồi, tiếp theo là số 17. Một cây DMR ha. DMR. Đó, đây là cây DMR màu rau rêu. Rất là ok, máy rất là mạnh nha các bác nha. Này bắn về bắn gỗ cũng hết bút chữa luôn, bảo đảm luôn ha các bác ha. Đó, các bác nghe các bác biết là cái lực máy rất là mạnh nha các bác nha. Cái này 12V nhưng lực máy rất là mạnh, bác về lên pin đầy đủ là xài rất là ok. Cái thân máy, cái vỏ pin là bán thân máy vỏ pin này ha, số 17 ha. Số 650k số 17 DMR. Và đây là tiếp tục, đây là một combo của cái Hitachi 14V pin chọt ha. Pin chọt sạc này sạc được hai dòng, cả niken rồi cả lithium luôn. Đó, nó sạc được hai dòng luôn. Và máy pin sạc như vậy nha các bác. Đó. Bây giờ mình test cái sạc cho các bác xem, thì trước tiên trường sẽ dán cái điện trở lên đây, cái điện thế lên đây ha, là 110. Điện 110 để cho các bác lưu ý. Đây chỗ này ha, dây điện ngay chỗ này ha. Điện 110 vô. Giờ đầu tiên Trương xin test cái máy trước cho các bác xem ha. Cái máy này rất là ngon nha các bác. Máy rất là ngon. Máy này bắn tôn là vô tư luôn ha. Rồi, máy 14V. Đó, máy 14V nha các bác. Máy Hitachi 14V. Đó, giờ chúng bán nguyên combo máy pin sạc. Chúng sẽ test cái sạc cho các bác xem ha. Đây. Như vậy nha các bác, cắm pin vào nha. Đây, cắm pin vào đây, nó lên đèn vàng ha. Đó, và quạt nó quay nha các bác. Nghe tiếng quạt nó quay luôn nha các bác. Đó, như vậy là sao? Ok nha các bác, để cho các bác trong vòng thời gian 1 phút là ok ha. Rồi. Máy pin sạc ha, nguyên combo. Số 18. Chỉ 450k. Số 18 1.450k nha các bác. Đó, pin này là pin mới, đóng mới này nha các bác. Pin đóng mới, thay pin đó. Ý là mình thay pin mới trong rồi đó nha các bác. Không phải pin cũ đâu. Đó, sạc thì sạc mới tinh. Sạc thì cái sạc mới tinh luôn. Đó, các bác nhìn đi ha.
Đang sạc được 2 dòng. Rồi, số 18. Tiếp theo là số 19. Số 19 là một cây Nationan EZ68 EZT608. Thân máy vỏ pin. Đèn LED rồi đầy đủ nha các bác. Rồi, số 19 và 20 là chốt hạ. Đây chưa có 20 sản phẩm thôi. Đây. Chạy ok ha. Pin này mạnh, chạy rất là khỏe. Cái máy này rất khỏe nha các bác. Bắn tôn, bắn gỗ, bắn các thứ ha. Số 19, thân máy vỏ pin. Thân máy vỏ pin 600k. Số 19, thân máy vỏ pin 600k ha. Rồi, số 20 là chốt hạ. Chốt hạ số 20, một cây vít Hitachi 12V. Lực rất là ghê ha. Thấy nó chạy cái lực rất là ghê, cái máy rất là ngon. Máy rất là đẹp. Đó. Bắn này là quá sướng rồi nha các bác. Máy này như vậy là nó rất là rẻ. Máy pin sạc mà chịu thôi, nhưng mà các bác xài rất là ok. Cái loại này nó xài rất là ngon. Số 20 chốt hạ. Máy đẹp 600k. Thân máy vỏ pin 600k, thân máy vỏ pin nha các bác. Máy này rất là đẹp mà. Đầu rất là chỉ chạy nhẹ thôi. Cái tem còn nguyên luôn ha. Tem còn mới nguyên luôn nè. Đó. Máy rất là ok nha. Hai bên này chỉ chạy nhẹ thôi nha các bác. Không có chạy nhiều đâu ha. Đầu rất là mới. Rồi. Clip chương đến đây là hết rồi. Ha. Chương này có 20 sản phẩm rồi, đồng thời chương review lên để hết cho các bác xem. Bác nào cảm thấy nào vừa ưng ý sử dụng cho công việc công trình của mình thì các bác alo trực tiếp hoặc vào Zalo số điện thoại 0917 ha, là số điện thoại Zalo của Trường. Rồi hôm đó chúng ta gọi điện liền cũng được, Trường không chặn không bất cứ gì hết ha. Cho các bạn vô gọi điện thoải mái, các bác vô gọi điện thoải mái luôn bằng Zalo cũng được ha. Xin chào, đừng nhắn tin nha các bác. Nhắn tin nhiều khi không có cầm cái máy Zalo mà coi hoài ha, còn ra gọi thì sẽ nghe đổ chuông thì lúc đó mới bắt máy ha. Máy Zalo cũng đổ chuông. Gọi Zalo trực tiếp cũng được ha. Rồi, hẹn gặp lại các bác vào clip sau. Xin chào.